Liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, kết quả thăm dò dư luận mới nhất cho thấy ông Donald Trump 77 tuổi đang dẫn trước cựu thống đốc bang Nam Carolina Nikki Haley trong cuộc đua giành vé đại diện Đảng Cộng hòa đấu chung kết với tổng thống Joe Biden của Đảng Dân chủ trong cuộc đua vào nhà trắng năm nay. Tuy nhiên, do ông Trump cho đến nay vẫn không tham gia tranh luận trực tiếp với các đối thủ cùng đảng nên dư luận vẫn còn một số câu hỏi về chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống, bao gồm cả những tiêu chí ông sẽ tìm kiếm ở phó tướng nếu giành được đề cử của Đảng Cộng hòa. Trả lời câu hỏi về vấn đề trên trong cuộc phỏng vấn với kênh Fox News hôm mùng 4 tháng 2, ông Trump tiết lộ: "Phó tổng thống cho tôi phải là người có thể trở thành một tổng thống tốt. Rõ ràng bạn luôn phải nghĩ như vậy, vì trường hợp khẩn cấp, bất kể bạn là ai, mọi chuyện vẫn có thể xảy ra, đó phải là ưu tiên số 1." Dù nói bản thân hiện không có ý định đưa ra lựa chọn, nhưng ông Trump đã đề cập đến một số ứng viên tiềm năng cho vai trò phó tướng của mình là Thượng nghị sĩ bang Nam Carolina Tim Scott và những người như Tim Scott. Ông Trump bình luận về nghị sĩ Scott rằng, khi tôi theo dõi ông ấy, ông ấy vẫn ổn, ông ấy rất tốt, nhưng ông ấy rất khiêm tốn. Cựu Tổng thống Mỹ cũng cho biết, thống đốc bang Nam Dakota Kristi Noem cũng lọt vào mắt xanh của ông. Mùa hè năm ngoái, bà Noem từng tuyên bố sẽ không bao giờ tranh cử với tư cách ứng viên chống lại ông Trump vì bà không tin bản thân hay bất kỳ ai khác có thể đánh bại ông. Truyền thông Mỹ gần đây cũng đưa tin, nhóm vận động tranh cử của ông Trump năm ngoái đã liên hệ với cựu thành viên Đảng Dân Chủ Robert Kennedy để xem chính khách này có quan tâm tới việc làm phó tướng cho cựu Tổng thống hay không. Tuy nhiên, ông Kennedy, người đang tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024 với tư cách ứng cử viên độc lập, đã bác bỏ thông tin này. Ông Trump hôm 4 tháng 2 cũng quả quyết, những cuộc thảo luận như báo chí đưa tin chưa bao giờ xảy ra. Phó Tổng thống cho ông Trump trong nhiệm kỳ Tổng thống 2017-2021 là cựu thống đốc bang Indiana Mike Pence. Liên minh chính trị của họ đã kết thúc trong căng thẳng sau vụ bạo loạn chết người trên đồi Capitol mùng 6 tháng 1 năm 2021, khi ông Pence từ chối đáp ứng các yêu cầu của ông Trump nhằm ngăn cản Quốc hội Mỹ chứng nhận kết quả thắng cử tổng thống Mỹ năm 2020 của ông Biden. Cũng trong chương trình của Fox News ngày mùng 4 tháng 2, cựu tổng thống Trump cho biết sẽ cân nhắc áp thuế hơn 60% với tất cả hàng nhập khẩu từ Trung Quốc nếu trở lại Nhà Trắng. Washington Post trước đó đưa tin chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống đang cân nhắc kế hoạch áp thuế 60% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Song trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Trump khẳng định mức thuế có thể còn cao hơn nữa. Khi còn là tổng thống, ông Trump đã áp thuế 25% với 50 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc vào tháng 6 2018. Bắc Kinh cũng đã áp thuế đáp trả, gây ra cuộc chiến thương mại căng thẳng giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới. Cuộc chiến thuế qua giảm nhiệt sau khi hai nước đã được thỏa thuận vào năm 2020 ngoài Trung Quốc, cựu tổng thống Mỹ cũng cho biết sẽ áp thuế 10% đối với tất cả hàng nhập khẩu của Mỹ, bất chấp chỉ trích rằng điều đó có thể gây tổn hại cho người tiêu dùng. Cựu đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley, đối thủ của ông Trump trong cuộc tranh đề cử đảng Cộng hòa, từng chỉ trích những đề xuất áp thuế của ông Trump. Theo bà Haley, điều mà ông Trump dự định làm sẽ khiến chi phí của các hộ gia đình Mỹ tăng thêm 2.600 USD mỗi năm. Theo Tổ chức Diễn đàn Hành động Mỹ, chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã khiến người Mỹ thiệt hại khoảng 195 tỷ USD từ năm 2018. Hội đồng Kinh doanh Mỹ-Trung chỉ ra Mỹ đã mất 245.000 việc làm sau cuộc chiến kinh tế. Cựu Tổng thống Donald Trump đang dẫn đầu đường đua đề cử của Đảng Cộng Hòa với hai chiến thắng đầu tiên trong vòng sơ bộ ở bang Iowa và New Hampshire. Ông Trump nhiều khả năng sẽ tái đấu với Tổng thống Joe Biden vào tháng 11. Cuộc khảo sát do Reuters công bố ngày 25 tháng 1 chỉ ra, ông Trump nhận được tỷ lệ ủng hộ 40%, cao hơn ông Biden 6% trong cuộc đối đầu giả định. Theo The Fox News ngày 30 tháng 1 đưa tin, bà Claudia Tenney, kỳ sĩ đảng Cộng hòa Mỹ cho rằng, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump xứng đáng được trao giải Nobel Hòa Bình vì nỗ lực của ông trong việc ký kết hiệp ước Abraham, văn kiện bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain. Bà Tenney cho biết nhưng nỗ lực dũng cảm của cựu Tổng thống Trump trong việc thiết lập hiệp ước Abraham là chưa từng có và tiếp tục không được Ủy ban Giải thưởng Nobel Hòa bình công nhận. Điều này nhấn mạnh sự cần thiết phải đề cử ông Trump cho giải thưởng ngay hôm nay. Bà Tenney nhấn mạnh, trong nhiều thập niên các quan chức, các chuyên gia chính sách đối ngoại và các tổ chức quốc tế đều khẳng định không thể đạt được thêm các thỏa thuận hòa bình ở Trung Đông nếu không có giải pháp cho cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Tổng thống Trump đã chứng minh điều đó là không đúng. Cho đến nay, ông Trump đã ba lần được đề cử giải Nobel Hòa Bình, trong đó có vai trò trung gian cho hiệp ước Abraham. Năm 2021, Jack Madison, một trong những thành viên người Estonia tại Nghị viện châu Âu cũng đề cử ông Trump cho giải Nobel Hòa Bình. Trong đơn đề cử, ông Madison cho biết, ông Trump là tổng thống Mỹ đầu tiên trong 30 năm qua có nhiệm kỳ không phát động bất kỳ cuộc chiến tranh nào. Ngoài ra, ông Trump còn ký nhiều thỏa thuận hòa bình ở Trung Đông, góp phần bảo đảm ổn định và hòa bình trong khu vực. Tháng 9 năm 2020, Nghị sĩ Christian Tybring, một thành viên Nghị viện Na Uy đồng thời là chủ tịch phái đoàn Na Uy tại Hội đồng Nghị viện NATO, đã đề cử ông Trump cho giải Nobel hòa bình. Nghị sĩ Na Uy cho rằng thỏa thuận hòa bình giữa Israel và UAE với vai trò hòa giải của chính quyền Trump là yếu tố xoay chuyển tình hình biến Trung Đông thành khu vực hợp tác và thịnh vượng. Năm 2018, ông Tybring cũng từng đề cử giải Nobel hòa bình cho cựu tổng thống Trump sau khi nhà lãnh đạo Mỹ họp hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Tuy nhiên ông Trump đã không giành được giải thưởng này. Tháng 10 năm 2020, các nghị sĩ Đức Christine Anderson và Joachim Cook, các thành viên của Nghị viện châu Âu đã kêu gọi cơ quan này đề cử cựu Tổng thống Trump cho giải Nobel Hòa bình vì vai trò của ông trong tiến trình hòa bình ở Trung Đông và đánh bại tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, cũng như dựa trên việc ông Trump đã không phát động bất kỳ cuộc xung đột quân sự hoặc xâm lược bất kỳ quốc gia nào, ngược lại với các chính quyền tiền nhiệm. Cả cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton nắm quyền từ năm 1993 đến năm 2001 và cựu Tổng thống Barack Obama người tiền nhiệm của ông Trump đều đưa Mỹ vào các cuộc xung đột. Dưới thời ông Clinton, Mỹ đã can thiệp vào cuộc chiến Bosnia, còn ông Obama cũng đưa nước Mỹ tham gia cuộc chiến tại Libya. Ông Trump cũng được một số nhà lãnh đạo thế giới đề xuất trao giải Nobel Hòa Bình. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in từng tuyên bố ông Trump xứng đáng giành giải Nobel Hòa Bình vì những nỗ lực trong việc đàm phán để kết thúc chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Cựu Tổng thống Nhật Bản Shinzo Abe cũng gửi cho ông Trump bức thư dài 5 trang, trong đó đề cử giải Nobel Hòa Bình cho ông. Theo lý giải từ tờ New Week Bất chấp các vấn đề gây tranh cãi, những người ủng hộ ông Trump vẫn ghi nhận và đánh giá cao những thành tiệu kinh tế mà chính quyền của ông đã đạt được trong nhiệm kỳ, như tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong lịch sử, tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và những nỗ lực hồi sinh ngành công nghiệp sản xuất. Họ còn ủng hộ lập trường cứng rắn của ông trong chính sách đối nội, đối ngoại, đặc biệt là bảo vệ lợi ích của người Mỹ. Tại thời điểm ông Trump lãnh đạo nước Mỹ, kinh tế nước này luôn trong tình trạng khỏe mạnh với mức tăng trưởng mạnh, tỷ lệ thất nghiệp thấp. Chưa kể ông còn chủ trương tăng lương cho người lao động, giảm thuế, mở rộng thương mại tự do. Ông Eric Gordon, một đảng viên Cộng hòa tại bang Michigan, nhận định rằng dù chính quyền Tổng thống Joe Biden gần đây đã tuyên bố kinh tế Mỹ đã ổn định trở lại sau đại dịch COVID-19, nhưng ông vẫn tin rằng chỉ có ông Trump mới có thể đưa kinh tế Mỹ phục hồi vừa xa mức trước đại dịch. Lý do khác khiến sức hút của ông Trump đặc biệt lớn hơn với cử tri Mỹ là vì trong nhiệm kỳ của mình, ông Trump đã có những hành động mạnh mẽ để ngăn chặn làn sóng di cư bất hợp pháp như việc xây dựng bức tường biên giới với Mexico, củng cố an ninh biên giới và tăng cường xử lý các trường hợp nhập cư bất hợp pháp. Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Jim Jordan cho rằng, sức hút của ông Trump có thể được thể hiện việc ông là nhà lãnh đạo mạnh mẽ, có đường lối đối ngoại cứng rắn, lấy lợi ích của Mỹ làm trung tâm. Ông Trump đã từng để Mỹ đứng ra làm trung gian hòa giải giữa Israel và các nước Ả Rập vào năm 2020. Ông cũng từng áp dụng chính sách kinh tế cứng rắn với Nga và Trung Quốc. Ông Jordan cho rằng, nếu ông Trump vẫn còn là Tổng thống, thế giới có thể không phải chứng kiến hai cuộc xung đột lớn là chiến sự giữa Nga và Ukraine, xung đột ở giải Gaza giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas theo ông jordan những chính sách của ông trump có thể bảo vệ lợi ích của mỹ và phần nào ngăn chặn các cuộc xung đột đó là điều mà các đảng viên cộng hòa mong muốn